Anh Trực. Tôi. Trực ơi, nhà không? Đánh cờ đây, gì đây, nè? Đây. Qua hẹn đánh cờ đánh kiếp. Rồi vô đây. Đi. Đây 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 đây, đánh đây, chờ ông qua nè. Rồi, ngồi xuống. Đi. Cái gì vậy? Vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Ngứa ngứa cả. Trời ơi, cái ngứa gì vậy? Ngứa gì sao? Trời trời. Ui, cái gì vậy? Sao nó sần sần lên người ta? Từ tay chân nổi như nổi mề đai vậy nè. Ừ quá, chị hết nổi. Thôi cái dáng anh ngồi đây đi. Anh à. Anh dựa dựa vô nó sập cái tường đó luôn. Ngứa bằng tay, mà gãi bằng tay á thì nó bị rách. À. Bị rách cái thịt á. Nhưng mà làm gì mà ngứa dữ vậy? Nghe nè, anh có coi đi ấy đồ này nọ chưa? Đồ ô thấy ông gãi mà ngứa theo luôn á nha. Chứ là bị cái dùng rượu thuốc rồi nọ đó nghe. Ừ, sao chứ? Ngày nào cũng uống hết trơn, nhiều khi là cái gọi là uống cái đó vô tác dụng phụ cái rượu thuốc bữa giờ đó. Hợp lý à. Tự nhiên uống rượu mà khi không cái đều bị ngứa. Cũng hợp lý. Đúng không? Hợp lý là cái kiểu mà nó là rượu thuốc là ông ấy đúng không? Nhưng mà bây giờ cái này á là tại vì ổng là ổng có cái bệnh của ổng là gan nhiễm mỡ, bác sĩ người ta không cho uống rượu. Nè, bác sĩ người ta không cho uống rượu là gì? Là không cho uống rượu thường. Vậy nặng quá, đậm cái này nó nhám nhám nè. Trời ơi. Gãi nó đỡ ngứa. Trời đất nè, ơi. Bác sĩ người ta không cho uống rượu là không cho uống rượu thường kìa. Chứ còn rượu thuốc, cái tên của nó là rượu thuốc, có nghĩa là nó như một loại thuốc rồi. Cũng hợp lý á. Chị bệnh đó. Hợp lý không anh? Hợp lý. Hợp lý không? Hả? Em gãi cái lưng cho cái hay hợp lý hơn. Hợp lý á. Sao? Em nói ha, ba cái rượu đó đồ này nọ rồi rượu thuốc là tùy theo cái cơ địa ha. Thí dụ cơ địa mình nó có thích ứng không thì cái cơ thể mình mới chấp nhận được. Còn bây giờ thí dụ cơ thể anh không chấp nhận được thì cái rượu thuốc này cũng giống như là độc thôi. Hợp lý luôn. Anh nói nghe sao giờ cũng thấy ghê ghê ha. Ừ. Đúng không? Anh thấy hợp lý không? Hợp lý. Anh thấy hợp lý chỗ nào? Thì thấy chỗ nó hợp lý á. Nhưng mà cái chỗ hợp lý là chỗ nào hợp lý? Không, nó hợp lý là nó sẽ hợp lý. Đúng rồi, mày nói đúng á. Cái hợp lý là nó hợp lý. Cũng hợp lý. Cũng hợp lý. Vậy là hợp lý không ta? Hợp lý rồi đó. Nói chung là giờ ngứa quá, mấy ông qua, mấy ông cãi tôi còn ngứa thêm á. Sự có mặt của mấy ông làm tôi ngứa. Vậy cuối cùng có hợp lý không ta? Cái ngứa nó hợp lý. Đúng, hợp lý quá. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin kính chào quý khán giả. Có những cái đối tượng chúng ta không nên dùng rượu thuốc qua đường uống. Đặc biệt là những cái người mà chúng ta có vấn đề về chức năng gan, chức năng thận đang kém. Hoặc là cái vấn đề về liên quan tới cái tiêu hóa, đặc biệt là các cái viêm loét dạ dày. Tại vì ngoài cái chuyện là cái rượu ở trong thuốc đó nó sẽ tác động xấu tới những cơ quan gì như gan, thận hay dạ dày. Hai nữa là những cái loại thảo dược, những cái dược chất ở trong thuốc nó có thể tương tác, nó làm cho cái tình trạng bệnh chúng ta đang có nó sẽ nặng nề hơn. Trong những trường hợp đặc biệt thì có thể cái người bệnh nhân được các cái bác sĩ đông y, bác sĩ y học cổ truyền người ta cũng sẽ có kê một phác đồ vừa uống các cái thuốc thảo dược dạng thuốc thang sắc hoặc thuốc viên kết hợp với rượu thuốc. Tuy nhiên đây là những trường hợp mà rất đặc biệt, người ta đã kiểm soát về chức năng gan, chức năng thận, tất cả các vấn đề khác nó đang ổn rồi. Và người này có chỉ định kết hợp như vậy thì được phép trong thời gian hoặc trong một cái bệnh cảnh nào đó nó hợp lý. Tuy nhiên những trường hợp khác, ví dụ như những người mà chúng ta đang có vấn đề về tăng huyết áp, vấn đề về đái tháo đường, và đang được kiểm soát tốt, vấn đề về tim mạch của y học hiện đại mà chúng ta không có tham khảo ý kiến của người bác sĩ bên y học hiện đại, là chúng ta nghe đồn rằng là có một cái bài thuốc rượu này hay, chúng ta uống thêm vào thì có thể là hỗ trợ sức khỏe mình tốt hơn, nó cải thiện huyết áp hơn hoặc là nó giảm đau nhức xương khớp hơn. Đa phần là các bác sĩ sẽ rất là khó cho cái chuyện mà đồng ý là chúng ta sẽ uống kết hợp như vậy lắm. Nếu mà chúng ta dùng rượu thuốc mà sau khi dùng xong có thể từ 5-10 phút hoặc là trong thể một vài giờ sau mà chúng ta nổi các cái mẩn ngứa mề đai hoặc là nóng phừng mặt hay là xe chấm chóng mặt gì đấy thì khả năng rất là lớn là chúng ta đang bị cái dị ứng hoặc là bị cái phản ứng xấu từ các cái rượu hoặc là thuốc chúng ta vừa uống. Còn nếu mà giả sử như chúng ta uống rượu thuốc mà vài ba ngày sau mà mình mới bị nổi những cái dị ứng, cái ngứa mề đai đó thì khả năng nó không liên quan. Tuy nhiên để chắc chắn chúng ta cũng nên theo dõi chặt chẽ. Và mình phải theo dõi, đừng có ý là những cái dấu hiệu nó thông thường rồi chúng ta không có quan tâm tới thì có thể nó sẽ nguy hiểm. Chúng ta phải lập tức đến cơ sở y tế để được các bác sĩ kiểm tra.
Còn không nên ở nhà để tự xử lý những vấn đề này. Có khả năng là chúng ta đang bị những cái dị ứng, đang bị những cái tác dụng phụ hoặc là những cái phản ứng của cơ thể đối với những cái thành phần ở trong cái rượu thuốc. Hy vọng là thông qua những câu hỏi, những câu trả lời về rượu thuốc thì quý vị cũng có những cái kiến thức bổ ích để cho mình có được cái sức khỏe khi dùng cái rượu thuốc nó hợp lý. Dạ, xin kính chào.